Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp tục cho các bạn kiếm NFT nhé. Cái này thì sẽ có 100 slot free mint, tương đương với khoảng 3.000 đô la. Thì chúng ta sẽ làm cái form đấy nhé. Chúng ta sẽ làm ở trên Loud Spa. Ở đây thì chúng ta sẽ connect đến ví nhé. Chúng ta chọn ví MetaMask của mình nha. Cái dự án này nó là một cái mạng mới nha mọi người nha. Rồi, chúng ta login vào ví này. Rồi chúng ta sẽ add cái mạng mới nhé. Đấy. Đấy, cái mạng là mạng Mobin nhé. Đây. Đấy, mạng Mobin. Nếu mà bạn nào mà chưa có mạng Mobin này thì mọi người ấy cho mình nhé. Hình như ở đây là mình chưa có mạng Mobin đâu, mình sẽ ấn lại nhé. Đây, mình sẽ ấn lại này. Nó tự add luôn mà. Log out nha. Chúng ta connect nha. Ủa? Đây. Chúng ta switch network ở trên này này. Đây. Đây. Đấy, thì nó sẽ add mạng luôn cho mình. Thì mình phê duyệt luôn nhé. Chuyển mạng luôn. Đấy. Sau đây chúng ta mới connect này. Rồi, cái này mới đúng của nó này. Tiếp theo là chúng ta theo dõi Twitter này, hai cái Twitter nha. Controversy này thì mình đã theo rồi. Đấy. Tiếp theo chúng ta theo cái này nữa này. Bên này thì chúng ta có cái thông tin về dự án ở đây. Có 100 slot thôi, có nhân phẩm mọi người nhé. Đây, chúng ta sẽ tắt thêm ba bạn bè vào đây nhé. Rồi. Ok, quay lại thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có thêm một số nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ theo dõi hai cái group ở trên Discord. Discord cũng đã sửa lại được rồi, hôm trước thì nó không sửa được. Giờ này thì vào bình thường rồi mọi người nhé. Đấy, và chúng ta tích vào đây một cái này, ở Việt Nam ở đâu, tích cho nó cái nữa. Rồi, bên này chúng ta cũng vào tiếp. Dạo này không thấy nó đầy hay là nó lại cho thêm ấy nhỉ? Nó khéo nó lại cho thêm 100 group nữa. Trước nó minimum nó chỉ là cho 100 thôi đấy. À, maximum. Tích vào đây cái là được nhé. Sau đấy thì mọi người sẽ điền email vào đây và chúng ta sẽ vượt qua captcha. Chúng ta sẽ ấn vào đăng ký. Rồi. Tiếp theo ở bên dưới này thì chúng ta sẽ thấy ở đây. Con dịch ra tiếng Việt nhé. Đâu rồi? Là con man phíp kết hợp với controversy. Chiến thắng sẽ là 100 người 100 người. 38 là kết thúc. Ứng dụng web 3. 100 người sẽ nhận được một thẻ NFT miễn phí nhé. Giới thiệu bạn bè để tăng thêm cơ hội. Ok. Sau đấy thì mọi người có thể check cái thông tin ở đây này. Collect này. Đấy thì chúng ta làm ở đây. Nó đang ghi là in process, tức là nó đang chạy. Khi nào nó kết thúc ấy thì các bạn nó thấy cái chỗ draw lawsuit này. Thì ở đây là cái thông tin mình có trúng hay không. Nếu mà mình không trúng thì nó ghi là not winner hoặc là các thứ đấy. Thì như nó winner thì nó ghi là winner nhé các bạn nhé. Thì mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Trước đây thì làm cái ở trên Collect Laupa này cũng khá là nhiều cái dự án rồi đấy. Đấy thì cũng nói chung là khá khó trúng. Tại vì ở trên này có khá là ít slot nha mọi người nhá. Nó khoảng 100 200 slot hoặc là 50 slot thôi, rất là ít. Đấy, mong là chúng ta sẽ may mắn ở cái dự án này. Link thì mình sẽ để bên dưới cho mọi người cùng tham gia nhé. Các bạn ấn vào đây để chia sẻ lên Twitter và có link của mình luôn.
Để các bạn copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia để tăng thêm cơ hội nhận được NFT free từ hai dự án này nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.